Ở đây là cái đồng hồ báo vôn này, nhìn được cái chữ 26 chưa? Đây rồi. Có chữ 25 thấy không? Đấy. 25 26 này, đây là chữ 25 này. Đây là chữ 26 này. Hai cái này chính là vào dây 3 pha 200, đây là có 3 dây 3 pha 200 thì sẽ có hai cái dây nó vào đấy. Lên cái đồng hồ đấy nhá. Hoặc là mình có thể nối một cái với mát, một cái thì là lên nguồn là được. Cái này cho phần hiển thị. Phần AVR ở đây. Phần AVR ở đây thì không nói rồi này đúng không? Ở đây thì là cái phần hiển thị ấy, thì có thể đưa một cái vào lửa, một cái vào nguội. Lúc trước của nó khả năng là nó sẽ lắp ở đâu đây chỗ này này. Lắp ở đâu đây này. Đấy chưa? Bây giờ mình tháo rồi. Thế hai cái dây này á sướng ấy thì đưa vào một cái vào pha đây. Một cái đưa vào nguội. Ở đây cũng phải xả nguội đúng không? Đúng rồi. Ở đây xả nguội đúng không? Đúng rồi. À, như vậy là hai dây này là vào dây điện 3 pha 200 này. Còn cái của nợ này, của nợ dây xanh này hình như nó lắp thêm rồi sao? Đây, cái dây xanh này nó lắp thêm này. À, cái đây là dây chip coi. Cái chip này ấy, thì là nó sẽ lắp vào đâu? Nó sẽ lắp vào một cái pha lửa. Một cái pha lửa và một cái thì nó sẽ lắp vào trong hệ thống điều khiển lắp sẵn ở đây. Đây, nó lắp vào đây này. Lắp đây sẵn rồi này. Cái dây này dây 14 à. 14 này thì là cái dây 14 này, cái dây 14 này nó sẽ qua cái một cái chân tín hiệu nữa thì khả năng là cái dây 70 này. Khả năng là cái dây 70 này ra. Nhưng mà không quan trọng nhá. Tạm thời những cái dây mà chưa liên quan, chưa cần thiết thì chưa có đấu vô. Tại vì thực tế cái dây chip là không cần cũng được. Mình sẽ để mình lắp sau. Thì bây giờ mình sẽ lắp hai cái dây này vào trước. Đưa một thằng mát và đưa một thằng vào pha lửa. Ok rồi, giống như ở trên nhá. Còn đây thì lắp vào AVR. Ok chưa? Thì vấn đề đang bị mất là mất ở đây là nó chính là cái dây JK đang mất ôm. Thế thì chỉ có đứt ở đây hoặc là đứt ở trong cái dây đi vào trong cục phát có vấn đề mới đứt. Để tìm được cái đó. Như vừa rồi mình test ấy. Là mình test xem là nó có lên điện hay không. Thế nên không lên điện thì làm những việc khác chẳng có giá trị gì hết ấy. Của gắn AVR cũng không có tác dụng. Thế phải mò lại cái dây đó xem là nó bị làm sao. Còn cái này thì nối mát vào đây công tắc bình này. Ok chưa? Cái này có thể là lắp vào đây, của nó zin là nó lắp vào đây này. Để còn nó chui dưới lên sao? Đấy. Nó chui dưới lên thì có thể lắp ra vỏ bình cũng được hoặc là lắp vào đây được đây, của nó đây. Cái dây của nó cũng không phải là cái dây của nó ấy, là nó cũng luôn vào đây này. Lên đây này. Kiểu như ở đây nó thế này này. Nha. Đấy bây giờ.